Người Do Thái Ukraine biểu tình phản đối dùng bia mộ Do Thái làm vệ đường, tin từ Lviv. Người Do Thái ở Ukraine đã phản đối việc dùng đá của một nghĩa trang cũ của người Do Thái để làm vệ đường ở thành phố Lviv. Thành phố này là nơi người Do Thái sinh sống đông đảo trong thời kỳ Trung Cổ. Trong năm 1939, trước đệ nhị thế chiến, có khoảng 140.000 người Do Thái sống tại thành phố này, chiếm 1/3 dân số, và đa số người Do Thái trong thành phố này đã chết trong thời kỳ Holocaust. Trong thời gian Đức Quốc xã chiếm đóng, các nhà thờ, nghĩa trang Do Thái đã bị tàn phá, nhiều bia mộ đã được dùng để làm đá lát đường. Sau khi Hồng quân Nga giải phóng thành phố này trong năm 1944, Liên Xô đã không phục hồi lại các di tích Do Thái và đá của các nghĩa trang tiếp tục được dùng trong các công việc xây cất. Ông Sheikhet Maylak là chủ tịch của Tổ chức Phục hưng Do Thái nói rằng, bia mộ rất quan trọng đối với người Do Thái. Trên các tấm bia lót đường vẫn còn chữ Do Thái, tên họ người chết. Một trong những nơi chính dùng bia mộ lát đường là ngôi chợ Kharkivsky của thành phố Lviv. Nhiều mảnh bia mộ cũng được tìm thấy tại các ngôi làng xung quanh thành phố. Ông Viktor Zahachuk nói rằng trong sân nhà của ông có quá nhiều mảnh đá bia mộ. Ông muốn dỡ bỏ nhưng không có tiền và chính quyền cũng không có ngân sách.